俺の引いたカードは封印されしエクゾディアだ。何？今お前のカードが全て揃った。怒りの豪華エクゾートフレーム。Exodia, một biểu tượng huyền thoại của Yu-Gi-Oh! Cả trong anime lẫn trong cả game thực tế. Cho dù bạn chỉ xem phần phim Duel Monster, không biết tới Yu-Gi-Oh! Hay là một người chơi đã ngót nghét lâu năm, thì bạn đều biết tới Exodia và hiệu ứng của nó. Chỉ cần rút đủ 5 mảnh lên tay sẽ ngay lập tức chiến thắng trận đấu. Dù đã từng là meta vào năm 1999 ở format OCG và có những lần xuất hiện trong các giải đấu chuyên nghiệp như giải WCQ 2012 bởi Charles Winston hay là giải YCS 2023 Indianapolis bởi Jeffrey L. Thì Exodia vẫn chưa có một tộc bài hỗ trợ hoàn chỉnh cho riêng mình. Các support cho Exodia vẫn có qua từng năm. Tuy nhiên chúng hoạt động rất độc lập và nhìn chung không giúp ích được việc đưa 5 mảnh Exodia lên tay, đạt được điều kiện thắng của deck hoàn chỉnh. Nhưng thường dùng các lá bài như là One Day at Peace, Into the Void hoặc các quái thú như Royal Magical Library và các công cụ deep draw khác như là Graceful Charity, Pot of Greed ở các format cũ hơn để rút lên tay được Exodia. Tuy nhiên, với sự ra mắt của sản phẩm Infinite Forbidden đã đưa tới tộc bài Millennium để hỗ trợ vị thần sức mạnh. Từ đó khiến cho Exodia có đất dụng võ trên đấu trường chuyên nghiệp. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem tộc bài này có gì đặc biệt mà đã nâng tầm Exodia lên tầm chuyên nghiệp, có thể đánh ngang với các bộ bài khác ở trong bánh meta như hiện tại nhé. Millennium là tộc bài được thiết kế xung quanh các báu vật ngàn năm trong các phần truyện anime Yu-Gi-Oh! Duel Monster và phần truyện anime Yu-Gi-Oh! GX, với các báu vật có liên hệ tới một số nhân vật trong anime như là Shady hay là tiền kiếp của ông nội Yugi là Suguru Kumoto, hay được gọi là Shimon Muran ở thế giới Pharaon, gợi nhắc về nguồn gốc của Exodia được sở hữu bởi ông nội của Yugi ở tiền kiếp. Millennium thật ra có hai nhánh ở bản OCG, đó chính là Millennium và Senen. Với Senen là các Monster Vanilla cũ, ví dụ như là Millennium Shield hay Senen Notate ở bản OCG. Tuy nhiên, ở bản TCG, tất cả lá bài được dịch là Millennium để đồng bộ với nhau, và các lá bài này đều có thể được sử dụng cùng nhau trong bộ bài và đều có thể được search lên bởi các hiệu ứng của nhau. Đúng theo tinh thần của thiết kế, tộc bài này có một điểm chung là có những chữ tượng hình Ai Cập ở phần background mà thiết kế lá bài. Cùng với đó là hình ảnh có mắt sự thật ở trên các vũ khí của các quái vật. Một số monster trong archetype còn là những monster được retrain từ các vanilla monster của thời xưa cũ, xuất hiện trong anime, manga hoặc là các ấn phẩm video game đời đầu. Ví dụ như là các quái vật ở trong các phần game Duelist of the Rose, hay là những phần game thuộc thế hệ như là Kaiba, Power of Chaos. Một fact có thể bạn chưa biết thì một số monster trong tộc bài là Illusion Monster, và Illusion Monster có icon của archetype chính là con mắt sự thật, thường xuyên được thấy ở trong các lá bài của tộc bài Millennium. Đến với các lá bài, chúng ta có Sangenjin, Wax Form of Millennium được retrain từ Sangenjin. Không thể bị destroy bởi Monster Effect, bạn chỉ có thể dùng mỗi effect của lá bài này một lần một lượt. Nếu lá bài này trên tay bạn, bạn có thể đặt lá bài này trong Spell and Trap Zone như là một Continuous Spell. Khi lá bài này đang được xem là Continuous Spell, bạn có thể trả 2000 Life Point hoặc reveal một Millennium Ankh trên tay. Special Summon lá bài này, sau đó thêm một Millennium Monster từ bộ bài lên tay. Golem That Guards the Millennium Treasures được retrain từ Millennium Golem. Việc kích hoạt Millennium Ankh không thể bị negate, bạn chỉ có thể dùng mỗi effect của lá bài này một lần một lượt. Nếu lá bài này trên tay bạn, bạn có thể đặt lá bài này trong Spell and Trap Zone như là Continuous Spell. Nếu lá bài này được xem là Continuous Spell, bạn có thể trả 2000 Life Point hoặc reveal một Millennium Ankh trong tay, special summon lá bài này. Sau đó bạn có thể thêm một Westview Temple từ deck lên tay. Shield of the Millennium Dynasty được retrain từ Millennium Seal. Không thể bị destroyed bởi hiệu ứng của Spell and Trap,
bạn chỉ có thể dùng mỗi effect của lá bài này một lần một lượt. Nếu lá bài này trên tay bạn, bạn có thể đặt lá bài này trong Spell and Trap Zone như là Continuous Spell. Khi lá bài này đang được xem là Continuous Spell, bạn có thể trả 2000 life point hoặc reveal một Millennium Ankh trong tay. Special summon lá bài này, sau đó thêm một Millennium Ankh để deck lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mọi ứng của lá bài này một lần một lượt. Fiend Reflection of the Millennium được retrain từ Fiend Reflection number 1. Nếu lá bài này battle với một quái thú, cả hai không thể bị destroy bởi battle. Bạn chỉ có thể dùng mỗi effect của lá bài này một lần một lượt. Nếu lá bài này trong tay bạn, bạn có thể đặt lá bài này trong Spell and Trap Zone như là Continuous Spell. Nếu opponent activate một card hoặc effect, khi lá bài này đang được xem là Continuous Spell, trừ ở trong Damage Step, bạn có thể Special Summon lá bài này. Sau đó, gain life point bằng một nửa attack của một quái thú trên sân. Maiden of the Millennium Moon được retrain từ Maiden of the Moonlight. Nếu lá bài này battle với một quái thú, cả hai không để bị destroy bởi battle. Bạn chỉ có thể sử dụng một effect của lá bài này một lần một lượt. Nếu lá bài này trong tay bạn, bạn có thể đặt lá bài này trong Spell and Trap Zone như là một Continuous Spell. Nếu opponent activate một card hoặc effect, khi lá bài này đang được xem là Continuous Spell trừ ở trong Damage Step, bạn có thể Special Summon lá bài này. Và nếu bạn Special Summon lá bài này lên, thì cho tới hết lượt. Opponent không thể target các quái thú level 5 hoặc cao hơn, Illusion hoặc Spellcaster bạn điều khiển bằng card effect. The Unstoppable Exodia Incarnate với nguyên liệu dung hợp là 5 quái thú Forbidden One. Haha, các bạn có thể dung hợp lá bài này bằng 5 quái thú Forbidden One đó. Dung hợp đi, nhanh. Không để bị destroy bởi card effect của đối phương. Mỗi lần một lượt, nếu lá bài này battle ở phần Damage Calculation, bạn có thể tăng attack của lá bài này bằng với điểm gốc của bạn. Mỗi lần một lượt, khi đối thủ activate một spell trap hoặc một effect, bạn có thể negate activation của lá bài đó. Một lần một lượt ở end phase, bạn có thể xếp một exhaust hoặc obliterate spell trap từ bộ bài. Mỗi lượt ở standby phase của bạn, bạn sẽ mất một life point. Millennium Ankh lấy ý tưởng từ Millennium Key, cho đối thủ xem 5 Forbidden One monster trên tay, bộ bài hoặc ngửa trên sân. Triệu hồi đặc biệt một The Unstoppable Exodia Incarnate để extra deck. Sau đó shuffle những monster card mặt ngửa trên sân về bộ bài. Trừ các Exodia Monster Card có level gốc là 10 hoặc cao hơn và các Millennium Monster Card. Sau đó bạn không để summon cho tới hết lượt. Sau khi kết thúc lá bài này, shuffle về deck thay vì gửi xuống mộ. Virtue Temple lấy ý tưởng từ phiến đá ngàn năm. Trong main phase, bạn có đặt một monster trên tay xuống Spell and Trap Zone như là Face Up Continuous Spell. Sau đó đặt một Millennium Monster xuống Spell and Trap Zone như là Continuous Spell Trap. Bạn chỉ có thể dùng mỗi effect của lá bài này một lần một lượt. Nếu một face up Millennium Monster bạn điều khiển bị destroy bởi battle hoặc cả effect, bạn có thể đặt chúng lên Spell and Trap Zone như là một Continuous Spell thay vì gửi xuống mộ. Việc này liên hệ tới việc các linh hồn sau khi bị đánh bại ở trong các trận đấu bóng tối của các phù thủy Ai Cập ngày xưa sẽ bị nhốt vào các phiến đá, tạo thành các phiến đá có khắc hình quái vật giống như những lá bài chúng ta đang cầm ngày nay. Exhaust Fires of Rage. Lá bài này luôn được xem là Exhaust và Obliterate Heart. Nếu bạn điều khiển một Exodia Monster level 10 hoặc cao hơn, destroy tất cả card opponent control. Nếu lá bài này trong mộ của bạn, trừ lượt nó được gửi xuống, bạn có thể banish nó. Activate một trong những sau: 1. Thêm một Forbidden One Monster từ deck hoặc mộ lên tay. 2. Shuffle tới 5 Forbidden One Monster từ mộ hoặc banishment về deck. Bạn chỉ có thể dùng mỗi hiệu ứng của lá bài này một lần một lượt. Sau đây là phần combo mẫu được thực hiện bởi nhóm chúng mình.
Nếu như bạn đang tìm một làn gió mới ở trong deck Exodia của bạn, thì các sản phẩm trực tuyến mới thì Kisara Board Game đều có thể đáp ứng cho bạn. Ngoài ra, chúng mình cũng có trang web và địa chỉ Shopee ở dưới phần link mô tả. Hãy tới với Kisara Board Game để được trải nghiệm các sản phẩm mới, offline card game và gặp gỡ nhiều bạn mới nhé. Yugi, duel no mai ni rei wo itte oku ze. Các bạn hãy đến shop Kisara ở 930/46 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để săn ngay những lá bài hiếm nhé.